Ngày 21 tháng 9, tại huyện Bảo Lâm, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ xuất khẩu chính ngạch lô sầu riêng đầu tiên của địa phương sang thị trường Trung Quốc sau khi nghị định thư ký kết giữa Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc được thông qua. Lô sầu riêng xuất khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất Long Thủy ở xã Lộc An, huyện Bảo Lâm gồm 4 container 72 tấn. Đây cũng là đơn vị đầu tiên ở Lâm Đồng được cấp một mã số vùng trồng với diện tích 150 ha và một mã số cơ sở đóng gói sầu riêng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Trung Quốc. Được biết trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện trồng hơn 14.000 ha sầu riêng, gồm diện tích trồng xen 8.894 ha, trồng thuần 5.538 ha, trong đó diện tích kinh doanh cho thu hoạch khoảng 7.000 ha. Sản lượng đạt khoảng 99.364 tấn mỗi năm, tập trung chủ yếu tại các huyện Đạ Hoai, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Tẻ, với các loại giống chủ yếu là Mon Thông, Ri Sáo. Đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã có 2 cơ sở được cấp mã số đóng gói và 1 mã số vùng trồng sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc. Sắp tới sẽ có khoảng 10 mã số vùng trồng, tiếp tục được cấp cho các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm tăng thêm nguồn cung ứng sầu riêng cho thị trường nước ngoài. Vườn này thu được hai lứa rồi, không phải là mới kia thu đó nha, thu rồi. Dạ. Như anh hỏi cái cây này á, nếu mà xuất khẩu thì được.